nhà vua. Thế thì một hôm sắp đến lượt một con nai cái đang có mang đi nộp mạng, nó quyết định gặp con nai chúa đầu đàn của đàn nó để xin hoãn lại, đợi khi nó sinh con xong thì nó đi nộp mạng. Thế nhưng mà con nai đầu đàn này kiên quyết không cho, vẫn bắt nó phải đi nộp mạng. Khi ra đến bìa rừng thì con nai mẹ này nó gặp nai chúa của đàn kia, chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Nai chúa đầu đàn kia cảm thông được cái nỗi khổ của nai mẹ, thấy được cái tình thương, tình mẫu tử của nai mẹ, cho nên ấy, cái lòng từ bi của nai chúa này là khởi dậy, và nai chúa quyết định là sẽ chết thay cho nai mẹ. Thì khi đến hoàng cung ấy, thì đức vua nhìn thấy nai chúa vô cùng đẹp đẽ và oai phong, không một chút sợ hãi, thì nhà vua rất kinh ngạc.